Giàng, cao 1879 m, được mệnh danh là nóc nhà của cao nguyên Di Linh, có nghĩa là nơi ở của trời theo tiếng Cờ Ho. Truyền thuyết kể rằng Giàng có tài quy phục muôn thú và mọi bệnh tật. Ai chạm được đỉnh núi cao này, niềm tin và sức khỏe được nhân lên bội phần, trở thành người giúp ích và bảo vệ cho dân làng. Trên nền địa chất là khối đá hoa cương hàng trăm triệu năm, được bao phủ bởi hệ sinh thái rừng thường xanh với nhiều cây gỗ to và nhiều khe suối trong vắt. Núi Pra Giàng là điểm đến thú vị với những con dốc dài dưới tán rừng xanh mướt. 12 km chinh phục đỉnh núi là hành trình thử thách sức khỏe, niềm tin, ý chí và tinh thần đồng đội. Ngoài ra, đêm cắm trại giữa đại ngàn lao sao, xóa mình trên dòng suối róc rách và âm vang cồng chiêng ngân rền, đậm chất văn hóa Cờ Ho sẽ là những ấn tượng được nhắc mãi sau chuyến đi. Thời tiết lý tưởng từ tháng 11 đến đầu tháng 5, thích hợp cho nhóm khách từ 15 đến 20 người. Chương trình có sự phối hợp với Ban Quản lý rừng Bảo Thuận và Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh. Hãy chia sẻ yêu cầu của bạn với Exotic Việt Nam để cùng xây dựng lịch trình phù hợp.